Chào các bạn, tiểu sử ca sĩ Jay Kỳ. Jay Kỳ sinh vào ngày 21 tháng 9 năm 1993. Jay Kỳ hiện đang sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hà Nội, nước Việt Nam. Jay Kỳ tên khai sinh là Trần Anh Quân, là một gương mặt ca sĩ không còn xa lạ gì đối với những người yêu nhạc Việt, đặc biệt đó là giới trẻ. Anh được công chúng biết đến từ khi tham gia vào cuộc thi Việt Nam Idol năm 2013. Khi tham gia vào cuộc thi Việt Nam Idol 2013 thì Jay Kỳ là một trong những thí sinh đã gây được nhiều ấn tượng nhất và đã đặt cho danh hiệu đó là Hoàng tử Ballad của Việt Nam Idol. Với một giọng hát ấm áp, sâu lắng và truyền cảm, Jay Kỳ cũng đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Nhưng trong đêm gala công bố kết quả đầu tiên của chương trình Việt Nam Idol 2013 thì Jay Kỳ lại là cái tên đã bất ngờ bị lọt vào danh sách nguy hiểm cùng với hai thí sinh khác là Đông Hùng và Phú Hiển. Trong khi đó, hai thí sinh còn lại có lợi thế về kinh nghiệm sân khấu lẫn kỹ thuật thì Jay Kỳ được cho là sẽ có phần đuối hơn. Trước sự thể hiện của cả ba thí sinh và những đánh giá từ phía ban giám khảo, việc thí sinh Đông Hùng đã được quyền đi tiếp và không khiến cho khán giả bất ngờ. Năm 2013, Việt Nam Idol đã đưa ra quyền cứu thí sinh, vậy cho nên việc lựa chọn giữa Jay Kỳ và Phú Hiển đó là điều vô cùng khó khăn đối với các ban giám khảo. Kết quả đó là cả ba vị giám khảo đã quyết định chọn Phú Hiển chính là người được cứu trợ chứ không phải là Jay Kỳ. Khi chia sẻ về quyết định này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã cho biết ban giám khảo đang không dùng cụm từ cứu thí sinh mà đã có phần nặng nề hơn, đó chính là phản bội khán giả. Bởi lẽ là để quyết định giữ lại một thí sinh nào đó mà sẽ đi ngược lại quyết định của các khán giả thì đó sẽ là một điều không hề dễ dàng. Trở thành thí sinh đã bị loại đầu tiên trong vòng gala, Jay Kỳ cũng rất buồn bã nhưng mà anh vẫn dành lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và những người đang luôn theo dõi, ủng hộ anh. Sau khi đã rời khỏi chương trình Việt Nam Idol 2013, Jay Kỳ cũng đã chính thức hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Anh cũng khá thành công với dòng nhạc ballad, các ca khúc của anh đã được nhiều người yêu thích như Anh Yêu Em, Anh Sẽ Cố Quên Em, Còn Khóc Khi Em Rời Xa, Điều Lặng Thầm Trong Anh Đã Mất Em. Mới đây, nam ca sĩ này cũng đã tung single Chiều Hôm Ấy, một ca khúc bởi chính anh sáng tác và thể hiện. MV của ca khúc này đã thu hút gần 1 triệu lượt xem trên kênh YouTube chỉ sau một thời gian ngắn phát hành. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.